Chào các bạn, mình tên là Bình Minh Chiến. Mình mới vừa đậu phỏng vấn visa xin du học Mỹ. Và mình có một vài kinh nghiệm chia sẻ các bạn là về giấy tờ thì các bạn cứ chuẩn bị đầy đủ, như là công ty Tăng Đại Dương đã giúp các bạn chuẩn bị như là giấy tờ tài chính, giấy tờ khai thác bản thân và giấy tờ về E20 của trường ở bên Mỹ gửi vào các bạn. Và khi mà vào phỏng vấn thì các bạn phải nói to rõ, và các bạn đừng có để ý tới những người ngoài sao, các bạn cứ nói lớn, mặc dù là mình biết rung, nhưng mà các bạn cứ thở thật sâu và tập những động tác bớt căng thẳng để các bạn và các bạn cứ nghĩ cái này không phải là cái gì quan trọng, mà chỉ là cái học hỏi kinh nghiệm thôi, thì nó bớt căng thẳng hơn. Cũng như là mình cũng đã học ở bên Úc 2 năm rồi, thì mình cũng như là thấy cái môi trường giáo dục á, bên Úc nó thua bên Mỹ nhiều, cho nên mình cũng muốn chuyển qua bên Mỹ. Và cái phát âm giọng Úc á thì nó không phổ biến bằng phát âm giọng Mỹ, cho nên mình muốn chuyển qua bên Mỹ học để tiện cho sau này mình cũng như là dễ dàng xin được công việc và đi du lịch thế giới. Thiệt ra bên Úc thì mình mới vừa hoàn thành chương trình lớp 11, và mình muốn qua bên Mỹ là mình sẽ học chương trình kép. Và trong chương trình kép đó thì mình sẽ học 2 năm đại học. Học 2 năm đầu là mình lấy được hai cái bằng là cao đẳng với trung học phổ thông luôn. Và mình sẽ chuyển tiếp 2 năm lên đại học, và cũng như là nó giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nữa. Trường của mình thì được có rất là nhiều cây xanh, và có rất là nhiều cây xanh giúp cho cũng như là sức khỏe mình tốt hơn. Cũng như cái trường của mình nằm ở ngay trung tâm luôn, ở thành phố thì thuận tiện cho mình việc đi lại rồi đi mua sắm thì đó nếu mình hết rồi. Với lại thì trường mình thì cũng như là được thế giới công nhận là cái nơi mà học thức nhất thế giới, trong cái top mà 69 trường ở bên Mỹ á, thì cho nên, và nhất là cái trường này thì nó có chương trình kép, thì nó có thể giúp mình tiết kiệm được thời gian hơn để mình học, cho nên mình muốn chọn trường này và mình học ở đó. Khi mà làm hồ sơ Tân Đại Dương thì lần đầu tiên làm du học Úc thì em cũng có hơi lo, nhưng mà sự nhiệt tình của anh chị á, thì cũng như là giúp em đỡ phần nào hơn. Và khi mà làm du học Mỹ này á, thì cũng như là em cũng có sợ, nhưng mà em chỉ sợ phần phỏng vấn thôi, còn những cái hồ sơ rồi gì đó thì em bên Tân Đại Dương cũng như là lo, thì cho nên em cũng không có cái gì sợ về những cái hồ sơ. Chỉ có những cái là như là học bạ của em yếu thì em sợ thôi, chứ thật ra là cái hồ sơ thì Tân Đại Dương lo đã đầy đủ hết, mà mình không có gì phải lo lắng. Về cái quá trình làm hồ sơ du học Úc thì nó rắc rối hơn nhiều so với hồ sơ du học Mỹ. Tại vì Úc thì về tài chính và những cái giấy tờ mà bản thân thì nó cần nhiều hơn là Mỹ. Mỹ thì chỉ cần những cái giấy tờ mà về trước khoảng chừng 3 năm, 4 năm là được. Còn nhưng mà Úc thì nó cần từ học bạ, từ tiểu học đến hết. Rồi tài chính là nó phải cần tất cả các giấy tờ mà hóa đơn rồi nó để nó kiểm tra, cho nên cái phần đó thì cũng hơi rắc rối. Nhưng mà chị Diễm Thúy đó cũng như chỉ dẫn từng ly từng tí và chỉ rõ những cái giấy tờ cần thiết cho cái việc chuẩn bị hồ sơ, thì cũng như là mình cũng không sợ nhiều. Nhưng mà tới khi mình biết đậu thì mình mới biết là mình đậu, chứ thực ra mình cũng không biết khi đậu. Còn Mỹ thì hồ sơ thì làm cũng dễ hơn, tại vì mình có làm rồi, cho nên những cái giấy tờ thì mình có giữ ở nhà, cho nên khi mà mình đem lên thì chỉ đem, và mình đem nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ lấy khoảng chừng 3 năm trở lại thôi. Về phỏng vấn thì đầu tiên là em học anh Khôi, thì anh Khôi ảnh giải thích cũng như là chi tiết rõ ràng, và những cái mặt tốt, mặt xấu mình nên nêu ra, những cái lợi thế của mình nên nói ra trước, và những làm sao để cũng như là khiến cho cái bài của mình nó thu hút người nghe. Và khi mà lên tới chị Thúy thì chị Thúy lại sửa thêm một lần nữa để giúp cho cái bài của mình hoàn chỉnh hơn. Và khi mà làm bài kiểm tra mà tiếng Anh á, thì em được đưa cho chị Thúy kiểm tra, rồi
chị thấy về phần tiếng Anh tới hai chị thấy và được đưa cho một cái anh gì đó mắc kiến ở dưới lầu 2. Em cũng không biết gì, nhưng mà em được gọi anh Khôi, anh là kiểm tra bài em thêm một lần, cho nên qua nhiều cái quá trình gì đó thì nó khiến cũng như là em tự tin hơn. Nhất mà em vô trong phòng phỏng vấn mà người ta hỏi em tại sao em không run á, tại vì em quen rồi. Em không sợ nữa. Em có lời khuyên cho các bạn là các bạn cứ việc bình tĩnh và tự tin, và nhất là nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ điện về công ty Tăng Đại Dương, và công ty Tăng Đại Dương sẽ giúp cho các bạn chi tiết về những khoản hồ sơ mà các bạn cần. Và cũng như là mình chúc các bạn tất cả các bạn thành công đậu được visa du học Mỹ một cách dễ dàng.